một cặp nuôi bồ câu nha bạn. Cái này cây nhà mình bứng lên nè, cây này hoành lớn nè, cây này hoành cho khoảng 26-27, chỗ này cho được 26, cây này cho khoảng 20. Nuôi mặt khỉ lá lớn nha các bạn, mấy cây này nó mạnh dữ lắm, để nguyên cái cục, cây này đế đẹp nè, chỗ nào cũng có rễ đâu. Bán một cặp này 300k bao ship nha các bạn. Cây này chắc là cây chất lắc của cây bơ bay được nè, mấy cành có sẵn nè. Cái này phơm thằng đa được nở cũ, đây là mini nở cũ, hoặc là cắt phơm trước lắc cũng được, cắt đây ra phơm trước lắc mini nhỏ chiền vô cây luôn. Mình cứ để nguyên xì gì cho các bạn làm nha các bạn. Một cặp nuôi bồ công 300k bao ship nha các bạn. Cái này mình bó vô xì vừa vậy rễ nè, mới bứng luôn bạn ơi, mới vừa uống vô nuôi bồ công, nuôi mặt khỉ lá lớn.